Đây là hình ảnh ngày cuối cùng của người bô liếc xấu số. Cuộc rượt đuổi, tên tội phạm bị Bullitt bắn chết và cũng chính tên tội phạm này bắn chết một Bullitt trước đó. Còn đây là những hình ảnh Bullitt trở lại đám tang của người quá cố. Lương của Bullitt khoảng 100 đến 120 ngàn một năm, nhưng chỉ có những người yêu nghề mới dám làm thôi. Tại vì việc làm của họ rất là nguy hiểm đến tính mạng. Trung bình hàng năm ở nước Mỹ có hàng trăm bô lít đã nằm xuống dưới bàn tay của những tên tội phạm có súng. Đối đầu với một tên tội phạm nguy hiểm nhưng bô lít không được ra tay trước, trừ trường hợp nguy hiểm tới tính mạng.